và nhà văn Bùi Bảo Trúc là phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa, ông là con của ông nhà báo của cái ông nhà giáo Phạm Quốc Bảo, Phạm Văn Bảo, thì ông ấy là một trong những người mà ông ấy nói lại với con, ông ấy nói một câu rất hay, ông ấy nói là đừng sợ con mình dốt tiếng Mỹ, dốt tiếng Pháp hay tiếng Mỹ, mà nên sợ là con mình quên tiếng Việt. Quên tiếng Việt thì nó thành ra là một hiện tượng vong thân. Đây mới là một trong những người mà bảo tồn tiếng Việt, giống như là ông Phạm Quỳnh đó, một trong những các cái nhà học giả của Việt Nam thời trước đó, thì ông ấy làm cái tờ Nam Phong tạp chí đó, thì ông ấy cũng là ông ấy quảng cáo cái chuyện Kiều, ông ấy được nghĩa là gọi là cho một cái book thỉnh giảng đi các nước Âu Châu để nói về cái văn hóa Việt Nam. Thì ông ấy tuyên bố một câu rằng thì là ông ấy muốn đề cao, ông tuyên bố một câu rằng thì là chuyện Kiều còn thì nước ta còn, chuyện Kiều còn thì tiếng ta còn, tiếng ta là tiếng Việt Nam còn, tiếng ta còn thì nước ta còn. Tức là ông ấy muốn gắn, đây là một cái tác phẩm tuyệt vời, một cái tác phẩm gắn liền đối với là cái vận mệnh dân tộc, đối với là cái văn chương của Việt Nam. Thầy nói về Bùi Bảo Trúc, nói về cái ông bố Bùi Văn Bảo, rồi thì là nói về cái chữ ta đó, ông Bùi Bảo Trúc là ông nói là sư gửi bạn ta vân vân, thì tôi thích dùng cái chữ là ngôn xa có gì lại không ta. Trước khi bác bắt đầu, bác cho phép cháu nhảy vô cháu đưa một cái đề tài, tại nó có liên quan đến cái chuyện mà bác nói đó là tiếng Việt còn, đúng không ạ? Thì nước Việt còn. Thì gần đây là bác biết cái sự kiện của ca sĩ Phi Nhung, đúng không ạ? Phi Nhung thì cũng ra đi qua đời một cách rất là đột ngột ở cái tuổi mà đang trên đỉnh cao danh vọng, đúng không ạ? Cũng mới bắt đầu được nhiều người mến mộ. Và sự nghiệp bắt đầu, tuy nhiên là đã khởi sáng rồi, nhưng mà cháu nói là cũng còn đang trên đà đi lên ở đỉnh điểm, chứ không phải cái thời kỳ đó gọi là gì bác, là trên đường xuống là bây giờ lên trên đường đi lên mà lên cao rồi. Đó mà tuổi thời bây giờ như cỡ nghe tuổi cháu là cái thời bây giờ nó giống như trung niên hồi xưa, đúng không, chứ không phải là 50-60 là đã về hưu về già. Thì không nói về những cái chuyện tranh cãi chung quanh những cái chuyện Phi Nhung là người tốt hay người xấu, có công hay có tội, hay là giúp ích cho đất nước hay là có ý đồ gì, nhưng mà chỉ nói là gần đây theo cháu biết là cái gọi là cái an cái tự đó bác, mà giữ cho cốt của hay là giữ cái gọi là di ảnh để mà thờ cúng Phi Nhung á, của người thân á, họ gọi cái tức là làm cái nơi để mà thờ phượng cô Phi Nhung á, là chủ yếu là con gái cổ đó, thì có nói là ngay bên cạnh cái chùa đó, cứ gọi là chùa đi, họ có mua thêm một căn nhà và họ cũng hợp tác với gia đình Phi Nhung để vận động quyên tiền để từ đó sẽ xây một cái trường Việt ngữ. Bác có nghe đến cái vùng đó không? Tức là nói chung là bây giờ họ sẽ vận động, bác biết mà, tức là cái dự án đó chúng nghe nói lên cũng phải 500,000 đô la đó. Đó thì bác nghĩ sao về cái vấn đề mà bây giờ là tức là họ sẽ nói chung là con gái của Phi Nhung đi, còn nếu tên thì có thể thêm một người nữa là bạn của Phi Nhung là ca sĩ Tracy Phương Trinh, đúng là Tracy Phương Trinh, thì sẽ vận động kêu gọi để mà quyên góp có được 500,000 đô la để xây, mua luôn cái nhà đó và xây dựng lại trở thành cái trường để mà dạy Việt ngữ cho mấy em nhỏ. Nghe nói là cháu của Phi Nhung cũng sẽ được gọi cô đó để học thêm về Việt ngữ.
bác nghĩ sao về về cái vấn đề đó, tức là cái gây tranh cãi là nói là bây giờ là cái vấn đề từ thiện đó bác, lạm dụng từ thiện, kinh doanh từ thiện và lợi dụng tên tuổi của người kia, thì bác nghĩ sao? Trước tiên là cái cô Phi Nhung, cái lúc bây giờ cô ấy đương làm gì mà cô ấy mất ở Việt Nam? Trên tinh thần đó thì những người mà thương tiếc gia đình thân nhân của cổ đó thì nói là cổ đã mua vé máy bay rồi và chuẩn bị về khách, tức là trước lúc cổ mất một tuần là đã chuẩn bị có vé máy bay rồi. Nhưng mà trước đó là cô ấy làm gì? Khi mà cái thập niên 80-90, thập niên 90 bác, là Phi Nhung khởi nghiệp hết ở đây đó, thì hát được nghe nói đâu 3-4 năm thì ra những cuốn CD, thì vài năm sau thì rất được người dân ở Việt Nam người ta mến chuộng. Theo cháu theo dõi thông tin đó, trên mạng đó, thì nói vào cái thời điểm mà đầu thập niên 90 đó, thì đi những cái miền Tây, miền quê Nam Bộ đó bác, đi đâu cũng thấy mở cái CD của Phi Nhung hết. Còn đường bên Mỹ thì bác biết rồi, bên Mỹ thì nói chung là cái dòng nhạc bolero bên đây thì nói chung nó không phải là một cái dòng nhạc sang trọng cao cấp để mà được người ta thần tượng, người ta ngưỡng mộ, đúng không? Mặc dù là có thể cổ dễ thương, cổ hát gọi là đi vào lòng người. Thì bởi vậy sau này khi mà Phi Nhung về Việt Nam đó bác, thì là trở thành giống như là nữ hoàng CD. Có nghĩa là cái CD nhạc của cổ là bán rất là chạy, bán cả chục triệu đĩa đó, đại khái như vậy. Thì theo cháu Hùng cách đi vài hôm cháu nói chuyện với doanh nhân Uyên Phạm, thì Uyên Phạm có nói cho cháu biết là cái lúc mà đầu tiên Phi Nhung về Việt Nam thì có làm việc với cô Uyên Phạm này, đó là khi mà Việt Nam thì cũng nói chung là như cháu nói, thật sự cháu về cháu công tâm cháu nói thôi, tức là cháu biết Phi Nhung, cháu biết tên của Phi Nhung. Nhưng mà bác biết rồi, Phi Nhung không phải là siêu sao thuộc vào cái đẳng cấp của Mộc Lan, đúng không ạ? Của cô gì? Những cái ca sĩ thời trước đó bác. Tức là vào cái thời điểm cô ta là Khánh Hà, đúng không ạ? Khánh Hà, Mộc Lan, kể cả Phi Khanh nữa, đúng không ạ? Tại vì chính Phi Nhung cũng thú nhận là Tracy Phương Trinh là người mà gọi là mời mọc cô ta và huấn luyện cô ta đi vào ngành ca hát, đi vào nghề. Mà thật sự cháu xin lỗi cháu nói thì mất lòng, Tracy Phương Trinh cũng là bạn trên Facebook của cháu. Nhưng mà Tracy Phương Trinh cũng chỉ là có ngoại hình, đúng không ạ? Hồi đó là coi như là trẻ trung nhảy nhót, gọi là lôi cuốn thôi, giống như Linda Trang Đài thôi, đúng không ạ? Chứ nói về tài năng, nói về giọng ca thì không phải là những cái giọng ca giống như Khánh Ly hay là Lệ Thu hay là Ngọc Lan, đúng không ạ? Để mà những người như cháu mà trân trọng, mà ngưỡng mộ. Tức là cháu cũng biết Phi Nhung vậy đó, nhưng mà thật sự không phải là mình có thể gọi là diva. Nhưng mà theo Yên Phạm, cái lúc mà khoảng năm cách đây khoảng 10 mấy năm đó bác, tức là như vào khoảng cứ cho là năm 2010 đi khoảng đó, thì khi mà Phi Nhung về Việt Nam đó thì mới bắt đầu là cộng tác với một cái bầu show, mà cái người bầu show này là thuộc thế hệ đàn chị của bà Kim Ngân. Bác nhớ bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội. Thì cái người bầu show này là cũng là hồi đó là du kích và giao liên, giống như cái kiểu Nguyễn Thị Bình đó bác, cái kiểu nhưng mà thuộc hàng gọi là đảng viên, gọi là thanh niên tuổi đảng, là cao cấp đàn chị của Nguyễn Thị Kim Ngân luôn. Thành ra họ có cái thế lực ngầm đó bác, tức là có quan hệ, tức là họ mới đi vào lĩnh vực ca nhạc, họ làm bầu show. Thì ý cái cô Yên Phạm này cũng nói cái thời đó những người như Hoài Linh, Phi Nhung rồi này kia về đó thì phải đầu quân dưới trướng của cái người bầu show này. Thì từ đó thì mới bắt đầu tạo được cái thế lực, rồi bắt đầu được này nọ. Thì nói chung là, nhưng mà ý nói là từ cái buổi mà ý cháu nói cách đây mười mấy năm đó, thì cái ấn tượng của cháu đối với Phi Nhung thì không có gì ghê gớm, phải không ạ? Cháu không biết, bác còn nhớ không, chứ đối với cháu chỉ biết Phi Nhung là cũng là ca sĩ, cũng cháu cũng biết vậy đó. Nhưng mà không phải thuộc gọi là nổi trội vượt bậc siêu sao gì hết đó. Nhưng mà cách đây mười mấy năm thì Phi Nhung về Việt Nam thì như cháu nói, như cô Uyên Phạm cô nói đó, đầu quân của cái nhóm đó, thì họ trở thành độc quyền. Giống như cháu nói, thứ nhất là trước đó là người ta đã mua cái đĩa của cổ rồi,
Nhưng mà sau này thì vì cái sự quan hệ hợp tác, phỏng mặt họ lăn xê, họ bút vé, họ cho trình diễn cho đó, thì có lẽ là Phi Nhung với Hoài Linh, đúng không? Rồi sau này lăn xê thêm cả Vĩnh Hưng, tức là họ tung hoành ở Việt Nam, họ độc quyền ở Việt Nam, họ độc bá ở Việt Nam, gọi là gì đó, ông hoàng nhạc Việt. Thì có thể là Phi Nhung là nữ hoàng nhạc Bolero, thì cũng giống như là gia nhập Thúy Nga Paris đó, đại khái như vậy. Đâu có phải là Thúy Nga Paris giỏi đạo đúng không ạ? Thì họ có một cái tập đoàn, họ lăn xê nhau lên rồi họ độc bá, độc chiếm ngôi vị thế. Đấy thì mà cuộc đời là nó như vậy cả. Nhưng mà thưa bác, cái chính là sau đó thì rất là gần đây trước khi cô ta mất đó, thì những cái người ái mộ cô thì nói là cô đã nhận nuôi Hồ Văn Cường, đúng không ạ? Khi mà cái cậu bé này khi mà tham gia thi hát đó bác, cũng vô được vòng trong rồi, nhưng mà đang là loại đó, đang vòng loại. Thì khi mà khi mà những người ban giám khảo họ hỏi anh chàng này là nói là ai là thần tượng của cái cậu bé này, thì cậu bé này trả lời là Phi Nhung. Thì lúc đó mới có người giới thiệu nói Phi Nhung biết, thì Phi Nhung mới tìm hiểu và coi như đến cố vấn gọi là gì bác, tức là coi như là tìm cách là huấn luyện cho cố vấn giúp đỡ cậu này trong cái quá trình mà đang thi đó, rồi cuối cùng nhận cái cậu này làm con nuôi luôn. Thì hình như cậu ta đoạt giải quán quân, tức là Hồ Văn Cường đó, khi đó là khoảng 13-14 tuổi. Thì khi mà Phi Nhung nhận cái cậu này làm con nuôi rồi đó, thì mới nói là sẽ lo cho cậu ta học, đúng không ạ, học đại học, học ra trường luôn, rồi sẽ búc, tức là sẽ mỗi lần Phi Nhung đi hát thì sẽ yêu cầu là bầu sâu phải cho cái cậu bé Hồ Văn Cường này hát chung với mình, để cho cậu ta có thêm kinh nghiệm, tức là đi Úc, đi Mỹ, đi Pháp gì đó bác, đi Đài Loan thì đều dẫn cậu ta theo, đúng không ạ? Và nghe nói là cái khi mà cậu bé này cậu thắng giải thì cậu được thưởng 200 triệu đồng Việt Nam. Nhưng mà khi mà trước khi mà Phi Nhung mất khoảng 2 tuần đó, thì bà Nguyễn Phương Hằng bà mới tố cáo, bà nói là tụi bay làm cái gì mà thằng Hồ Văn Cường này là nhà nó ở quê, nó ở An Giang, nhà nó dột nát, đúng không ạ, mục nát, mưa dột tùm lum hết, mà nó bao nhiêu năm nay nó đi hát cho mày, rồi nó có được thưởng 200 triệu đô la mà tại sao mà bây giờ nó không có một chiếc xe để chạy, chị nó phải đi lượm ve chai để kiếm sống, nhà nó thì mục nát, không, tụi bay không đưa tiền cho nó sửa nhà, còn cha mẹ nó thì phải đi ở đỡ cho tụi bay. Thì cô Phi Nhung cũng mới lên cổ giải thích, cô nói là những cái tiền của Cường kiếm được thì cổ không hề biết, cô không quan tâm, tức là kể cả thu nhập của cổ là có người quản lý về tài chính là lo cái chuyện đó cho họ, lo chuyện cho hai mẹ con. Đó hiểu không? Ý Phi Nhung nói là Phi Nhung đi hát thì đi hát, còn cát xê thương lượng giá cả rồi lấy chi chu là Phi Nhung không quan tâm. Phi Nhung chỉ lo Phật pháp, lo hành thiện, lo tu tập, rồi lo cho con cái gia đình thôi, còn tiền bạc thì không có để ý. Thành ra muốn gì thì nói chuyện với quản lý. Nhưng mà theo Phi Nhung biết thì ý nói là cái tiền đó là giữ dùng cho Hồ Văn Cường, đợi Hồ Văn Cường đủ 18 tuổi thì cho đi học đại học, rồi sau khi mà lớn rồi thì mới trả lại cho Hồ Văn Cường. Thì anyway thì đó là cái lý do đó bác, mà trước khi Phi Nhung mất một tuần đó, trước khi bị bệnh một tuần đó là đã có cái vé để về Mỹ rồi. Nhưng mà vì vào cái thời điểm đó bác còn nhớ mà, tức là bà Nguyễn Phương Hằng rồi bà lên tiếng bà tố cáo như vậy, thì Phi Nhung phải lên TV ở Việt Nam để giải thích. Rồi không biết là vì tức là theo tinh thần là như vậy, tức là những người bên vực Phi Nhung thì nói là Phi Nhung thấy là cái đại dịch ở Việt Nam nó mới bùng phát trở lại, thành ra Phi Nhung nói thôi bây giờ không về Mỹ nữa, muốn ở lại đây để lo cho đồng bào, mới bỏ hủy cái chuyến bay đó và ở lại. Rồi ở lại thì cô ta cũng đi nấu đồ ăn từ thiện đó bác, nghe nói một ngày thì cũng nấu mấy trăm suất, mấy ngàn suất gì cho những bác sĩ y tá, rồi đi phát gạo, đi nói chung là tế trực gì là bác, cái từ gì Việt Nam. Thì nói chung thì cô ta làm đâu được 2-3 tuần gì đó, 1 tháng gì đó, thì cô ta mới chuẩn bị là
thông báo là sẽ về lại Mỹ để tham gia hát với Thúy Nga Paris, với Trinity Phương Trinh, với những người này người kia đó. Nhưng mà còn 3 ngày nữa thì lên máy bay thì cô ta phát hiện là bị dương tính. Đó. Thì những cái người mà thương mến Phi Nhung thì ca tụng, nói rằng là Phi Nhung chết oan uổng, là nếu mà Phi Nhung đừng có lo cho đồng bào, đúng không ạ, cứ lo thân mình đi, nếu mà cách đi mấy tháng mà cứ lên máy bay về Mỹ, đúng không ạ, thì đã chích ngừa rồi, đã không bị lây bệnh. Còn những cái người mà nghi ngờ Phi Nhung đó bác, tức là bây giờ họ lòi ra đó, bác biết mới đây có một người tên là Mộng Thùy, đúng không ạ, tức là nghe nói giàu thứ sáu ở Việt Nam đó, là nói là có người tố cáo, nói là hồi đó Hồ Văn Cường nó còn nhỏ, có một lần kêu nó đi hát, nó nói là ngày mai nó phải đi thi, nó đang học mà bác, nó còn dưới 18 tuổi mà. Thì cái người nào đó, cái người quản lý đó, hay là ai đó mới rút dây nịch ra quýnh Hồ Văn Cường bắt phải đi hát. Ý nói là bây giờ những người mà chống đối thì cho rằng là cái người quản lý hay cái tập đoàn này đó, giống như cái lò, đúng không, cái lò đào tạo đó, là họ coi như là lợi dụng Hồ Văn Cường, bóc lột Hồ Văn Cường, ép Hồ Văn Cường phải đi hát để kiếm tiền trong một năm, sáu năm nay mà không trả lương đồng nào hết. Cho đến khi Phi Nhung mất thì chỉ trả cho Hồ Văn Cường có 500 triệu đồng Việt Nam. Thì những người kể cả cháu cũng vậy, cháu quy ra như vậy là rõ ràng nó hoàn toàn là rất là bất công. Tức là nếu mà tính một cách sòng phẳng đó bác, thì cháu nghĩ Hồ Văn Cường là đã mang về thu nhập cho họ phải 50 tỷ đồng Việt Nam ít nhất. Đó là cái kênh YouTube của Hồ Văn Cường, Phong bác biết rồi, một cái chương trình Phong cũng có thể thu được cả chục triệu đồng Việt Nam, mà bây giờ làm cả ngàn cái chương trình như vậy rồi 5-6 năm nay, đúng không ạ? Rồi đi hát 5-6 năm nay nữa. Thì nói chung là những người mà chống đối đó thì lại cho rằng là coi như là cái lò đào tạo này là chỉ là lợi dụng và cái dùng cái danh nghĩa là nhận nuôi trẻ mồ côi, nhưng mà thật sự là cái lò đào tạo để bóc lột sức lao động trẻ em. Bác nghĩ chỗ này thì đó là cái vấn đề mà bây giờ thì khi mà cái sự kiện mà nói là bây giờ lại muốn gây quỹ để xây cái trường đó, thì những người chống đối ở Việt Nam họ lại tiếp tục, họ nói là họ không tin, tức là ý nó, họ nói là Phi Nhung không phải là một thiên thần, một thánh nữ, bởi vì chúng ta, tức là ý họ nói là hồi xưa bóc lột những cái đứa như là Hồ Văn Cường xong rồi bây giờ mất rồi thì và gia đình Phi Nhung lại tiếp tục lợi dụng tên tuổi Phi Nhung, lợi dụng cái vấn đề mà tiếng Việt trẻ em để mà quyên góp, thì bác nghĩ sao? Nghe cái người dân Việt Nam với cái bọn này thì chịu thôi, mình làm sao mà cãi được với nó. Cái người dân này, cái người dân Việt Nam thì nó đáng được cai trị một cách độc tài, còn cho nó nói thì là nó nói hỗn, nói láo, rồi nó chua hoa, rồi nó bịa đặt, tức là dìm hàng người khác. Dìm hàng mà cơ, dìm làm sao được cơ, người ta gần lấy tiền mà bây giờ người ta cũng phải là quỵt cái này mà mở cái trường ở bên này mới gì đó thì cũng chưa sẽ là bao nhiêu tiền cả. Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Dạ. Quyên góp cái này cũng không là bao nhiêu tiền cả, thành ra thế mà bây giờ nó có cái khó đó. Bà Nguyễn Phương Hằng rồi thì là tố cáo, rồi thì là Đàm Vĩnh Hưng, rồi thì là cuối cùng rồi thì là bây giờ thì là bây giờ có đơn tố cáo thì là lại bị mời tới công an, phải không ạ? Mời tới công an làm việc, xong rồi thì là công an lại moi một số tiền nữa, thấy chưa? Những người mà chính ra những người này là đẩy những các cái người có tài hay là những người mà làm chuyện đạo đức đó đi vào cái vòng lao lý, đi vào cái vòng lao lý, nó không khác gì cái bọn chống cộng cực đoan ở Bôn Sa này. Nó nói những ca sĩ này đã về Việt Nam hát dưới cái lá cờ đỏ sao vàng, dưới cái hình Hồ Chí Minh, và rồi nó tẩy chay, rồi thì là nó đuổi mấy người này đi lên cái sòng bài của Ba Tàu. Thì mình biết rằng thì là tới cái sòng bài Ba Tàu thì tới lúc bây giờ thì
thì sẽ là cái gì nó xảy ra, mình không nói là làm lý cả, nhưng mà là cái gì nó xảy ra, thành ra đó cái quần chúng, cái quần chúng mà nó ở đây nó là một trong những các cái bọn mà nó nhảy lên nó làm cách mạng, nó nhảy lên nó làm cách mạng, mà nhất là trong cái kỷ nguyên 4.0 này không ai bịt miệng được ai cả. Và rồi thì vừa rồi tôi thấy thì là ngay cái một cuộc gì một cái là nó nói cái ông tiến sĩ Phạm Kim Long đó, nó cũng bảo là thằng này là một dư luận viên cái ra nó là tức là nó xếp vào một dư luận viên thì vài ngàn thằng dư luận viên, và bây giờ đấy ông Phạm Kim Long thì tương đối là ông ấy cũng là cái người khá ở đây rồi, nó bảo nó thằng này là thằng dư luận viên, thành ra cái đối với cái đất nước Việt Nam làm chính trị đối với nó nó vô cùng khó khăn chứ không phải rằng gì đó. Do đó mà nó không phải là cái thời đâu đã có cộng sản bao nhiêu mà nó mới có Xuân Tóc Đỏ, nó mới có cái thằng Chí Phèo, vâng, thành ra cái dân tộc Việt Nam đó là mình cam phận, mình nhìn cái dân tộc mình đừng có huênh hoang mà giới thiệu cái dân tộc mình lớn, hoặc là lại giống như là mấy cái ông cũng lại làm truyền thông mà là bán bảo hiểm như ông Nguyễn Tú A chẳng hạn, thì ông mới nói chuyện đi nữa, làm sao mà nước mình mà khá như vậy mà bây giờ đó thì là không được làm mà thằng Đại Hàn nó tới Việt Nam thì nó làm ông chủ, còn thì cái người Việt Nam tới Việt Nam thì là chỉ làm tay sai làm đĩ thôi, thành ra nó khó nói đối với cái dân tộc này lắm. Nếu tôi nhớ thấy cái ông Trịnh Công Sơn đó, Trịnh Công Sơn là ông ấy có một cái trong những các cái mắc kẹt của cái hải ngoại, nhất là cái mắc kẹt trong cái cuộc mà nổi dậy Tết Mậu Thân vân vân, thì ông ấy nói này thì là tôi ơi đừng tuyệt vọng, và đây là những cái người mà có tâm hồn, có tài đức cả nói, nhưng mà cũng tự nói với mình, tôi ơi nói với mình chính mình đừng tuyệt vọng, cái dân tộc này nó như vậy đó. Thành ra còn thì chứ còn gì, tôi sao thấy được thì là tôi từ cái đó thì tôi mới nghĩ ra, tôi bảo thì là nhất là mình lại mang cái thân mình đi qua nước Mỹ và rồi thì là mình lại còn xà vào những các cái cơ cùng với những cái bọn này thì là chúng tôi đi tìm tự do chúng tôi là chạy trốn cộng sản, chúng tôi là bỏ phiếu bằng chân, thì mẹ nó là nó thành ra nó hết cái lừa này cái lừa kia mà mình không cãi được với nó, mình là thua thôi, mình không cãi được với nó, cho nên chị Công Sơn mới nói là tôi ơi đừng tuyệt vọng, và tôi mới rút ra, tôi mới nói là chị là mình nên dập cái hội vuốt mắt nhau, tại vì rằng thì là với tất cả cái truyền thông này, với tất cả những cái éo le của lịch sử này đó, thì mình chết không nhắm mắt, bởi vì rằng những cái bọn hỗn láo này, mà mình cũng chưa chắc nó là bạn mình, nó là đàn em của mình, nó là những cái người mà có thể là nó là có thiện chí, có thể là thì mẹ nó ngu đần như vô kỷ, hay là nó âm mưu, nó ý đồ gì đó mình đéo biết nữa, mình thấy được chưa chắc nó mình có lửa bằng nó,
Hồi nãy bác nhắc đến tên tiến sĩ Phạm Kim Long đó bác, thì cháu thấy hôm qua ông Phạm Kim Long có lên trên Phú Quốc Sa TV để mà đấu trường Quốc Sa để mà tranh luận với ông Bùi Mạnh Cường, không biết bác có cơ hội để xem không ạ? À, tôi có nhìn cái hình đó, tôi có nhìn cái hình đó, thì cái thằng này nó mới nói là đấu trường buôn xa gì đó, nhưng mà sao tôi bật lên nó không nghe thấy tiếng. Ồ, cái lúc đó là chắc trục trặc kỹ thuật gì đó, thành ra phải mấy tiếng sau thì mới xem được. À, thế thì còn cái Bùi Mạnh Cường này đó thì tôi nhớ nó không nhầm, phải đào xem có nhớ không ạ? Thì cái ông Bùi Mạnh Cường này đó, tại vì là ông ấy hơi trùng tên với tôi, thành ra tôi mới theo dõi. Thì hồi đó thì ông ấy ở buôn xa này, ông ở trong cái ông ấy cũng có một cái cửa hàng, và cửa hàng đó hình như là cửa hàng gửi tiền, trao đổi tiền về Việt Nam, nó rất có làm ăn với Việt Nam. Vâng, nó giống như là ly gửi tiền lẻ với lại gì đó. Thì tôi nhớ là thì là cái ông Bùi Mạnh Cường này, thì hình như là ông ấy cũng là một cái loại chính trị kinh doanh, là thế là ông ấy cũng trường luật trường viết gì đó. Thì ông ấy tôi nhớ là ông ấy trong một cái dịp Tết mà diễu hành Tết, thì ông ấy nhân danh là cái người dân ở buôn xa, ông ấy ra ông ấy đặt cái điều kiện là cái diễn hành Tết này đó phải từ mấy giờ tới mấy giờ. Bây giờ diễn hành Tết là 8 giờ sáng là bắt đầu diễn hành, nhưng mà các anh họp từ 4 giờ sáng, ồn ào ở trong cái khu Mobile Home ở gần đó, thì ông ấy đứng ra ông ấy bảo vệ những người ở trong Mobile Home, rồi thì là đặt ra những các cái luật lệ để mà làm khó dễ cái cuộc diễn hành Tết, diễn hành Tết nữa, giới hạn về thời gian, giới hạn về không gian, giới hạn về loa, tiếng ồn thế này thế kia, giờ giấc thế này thế kia. Hình như chính ông Bùi Mạnh Cường này, ông ấy là theo tôi thì ở cái xã hội này, cái loại mà nó gọi là chọc gậy bánh xe đó, nó nhân danh đạo đức, nó nhân danh có chữ nghĩa, để mà nó đứng lên nó bảo vệ một cái trật tự xã hội, một cái ô nhiễm không khí Việt Nam bây giờ nó lại còn ồn ào như thế này, sợ nó cứ khinh động cái không khí, cái ô nhiễm ở đây, các người ở hai bên cửa hàng này, thành ra nó thấy được thì là mình đối với những người như vậy thì mình thua thôi. Dạ vâng, thưa bác, cháu ơn bác, cháu là nếu mày sẵn cho cháu nói leo luôn, ai đi nói cháu hổn thì cháu chịu, tức là đối với cháu thì cháu cũng gần 60 rồi, cho là cái anh Bùi Mạnh Cường này anh gần 70, ngang tuổi Ngô Kỵ đúng không ạ? Thì như bác biết rồi thì đối với cháu giờ thì cũng như là ngang ngứa là thế hệ, hơn nhau một thế hệ thôi, đúng không ạ? Chẳng có việc gì mà cháu phải gọi là lễ phép hay là gì hết, mà nếu mà nói về lý lẽ đúng không ạ? Thì cháu nghĩ là đối với những người lớn lên ở Mỹ như cháu thì không có phân biệt tuổi tác, đúng không ạ? Chỉ có nói về là đúng sai lý lẽ thôi. Thì cháu nghĩ như bác nói đó, cháu nghĩ những người như Bùi Mạnh Cường với Ngô Kỵ bây giờ cháu gom vào cái thành phần cháu gọi là khen thuê chữ mướn rồi, đúng không ạ? Tức là biện luận theo hợp đồng. Nhưng mà có điều nếu mà dùng từ biện luận đó bác thì nó hơi nhục nhã cho hai cái chữ biện luận. Giống như bác nói cháu không biết cái anh này anh học ở quốc gia hành chính chính trị cao cấp gì cháu không biết, như Ngô Kỵ có từng khoe vũ lực nói là học luật 4 năm. Nhưng mà xin lỗi bác, nếu mà nói về hóa ra cháu lý làm xấu hổ, nếu vậy là rõ ràng là Việt Nam Cộng Hòa, những cái trường là đại học luật hay là quốc gia hành chính, là quốc gia hành chính của Việt Nam Cộng Hòa là cái lò đào tạo ra những cái thứ ẩu ơ, ức ơ, cà lơ phức phơ, nói năng câu sau chữ cha câu trước, nói chẳng có lý lẽ, chẳng có gọi là một cái gì để mà có thể mà có trí tuệ hết, thưa bác, tức là hoàn toàn không có trí tuệ, mà chỉ là coi như là gọi là nói càng, đúng không ạ? Ăn ngang nói ngược, to mồm, già mồm thôi, chứ còn cháu chẳng thấy có một cái lý lẽ gì mà để mà chứng tỏ là họ có trí tuệ, có lập luận hết, thưa bác. Thì có lẽ là để mà công bằng thì lần tới, đúng không ạ? Thì cháu sẽ gọi cái link đó để bác xem lại có phải trong cái
cuộc mà tranh luận với ông Phạm Kim Long thì ông Bùi Mạnh Cường ông chửi ông Long ra rã, ông chửi tùm lum hết, nhưng mà cháu thấy ông không hề thuyết phục được cháu, tại vì ông chẳng có lập luận, chẳng có gọi là một cái lý lẽ gì hết. Nói chung là như vậy thôi bác, ông bình vực cái chuyện gọi là bán đất công viên, đúng không ạ? Đó là điều thứ nhất. Ông nói cái chuyện này là thành phố làm bao nhiêu lần rồi, đâu phải đây lần đầu. Thì thưa bác, cái đó là có phải cái lập luận để mà bào chữa được cho cái hành vi vi phạm pháp không thưa bác? À, chị thấy chị là rõ ràng là mình thấy nó có những cái khuất tất ở trong đó mà. Dạ. Đấy, cái lúc mà xếp cái chuyện bán đất vào trong một cái chuyện đó. Dạ. Cái chuyện nó ông lại nói cái này chuyện nhỏ thì cái chuyện này thành phố làm bao lớn nhiều người con câu này đâu có đáng thì bác thấy cái làm một nó có thuyết phục được bác không ạ? Xếp tôi vào cái chuyện mà giả tiền điện đó, giả tiền cắt cỏ mới gì đó, ông nói cái chuyện này chuyện nhỏ bác, 10.000 square feet thì chuyện nhỏ nó có đáng phải mang ra bàn mà rồi thì là nó giấu cái công viên Liberty Park nó cho một cái số nhà đúng không ạ? Cho số nhà thì ai biết tức là tôi bầu anh làm dân cử, tức là tôi ủy quyền cho anh để quản lý đất công viên dùm chúng tôi, đúng không ạ? Mà anh bán đi như bác nói, anh không công khai, anh cho tôi biết là đó là đất công viên mà anh lại đưa một cái địa chỉ ra, đúng không ạ? Như vậy rõ ràng là có vấn đề lấp liếm khuất tất, phải không ạ? Vâng, thế thành ra là mình mới thấy ở trong cái xã hội này đó, nó tôi nhớ đến một cái câu là ai đưa ta tới chốn này tưởng là đi tìm tự do để giết nhất là cái Thăng Long TV nó mới hỏi mình hồi đó là mình cũng nói chuyện thực thà thế mình nói là nó hỏi bác lên ngày xưa là bác ở Việt Nam ở đâu, tôi bảo là ngày xưa tôi ở số phố Hàng Bồ, 72 phố Hàng Bồ. Nó bảo trời ơi, cái khu đó là cái khu buôn bán cái 36 phố phường của Hà Nội mới gì đó. Tại sao bác lại đi qua Mỹ không? Tại sao bác cái gì đó? Tí từ lâu lại đi qua 54 rồi chứ mà 53 rồi chứ rồi. Tôi mới nói chuyện này chỉ là cái hồi đó thì cái gia đình tôi cũng khá. Ông già tôi là một chủ một tờ báo, chủ nhiệm một cái tờ báo, một cái tờ báo nó cũng gọi là một tờ báo cách mạng, nó tờ báo phụ nữ thời đàm, tức là người phụ nữ bàn chuyện thời sự. Ông già tôi đó là chủ nhiệm, một cái nhà đấu tranh cách mạng đó là ông Phan Khôi là chủ bút. Thế rồi thì là mình thì cũng trong một cái gia đình như vậy, coi như là mới nổi tiếng như vậy. Thế nhưng mà tôi cũng kể chuyện rằng thì là cái lúc bấy giờ, ví dụ như là cái lúc mà ông Hồ Chí Minh đọc cái tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình, nhưng mà cái cuộc cách mạng 19 tháng 8 năm 45 đó, tức là trước đó một tuần lễ thì cái cuộc cách mạng đó đó thì ông anh thứ ba của tôi đó, là ông Quốc Tuấn đó, hồi đó là cái bút hiệu Quốc Tuấn đó, là ông ấy sinh năm 1922 thì là ông ấy là cái người mà cướp cái diễn đàn ở trước cái nhà hát lớn Hà Nội cùng với hai người đó. Là một biến cố lịch sử ông ấy cái diễn đàn đó đó chính ông ấy lên ông ấy ông ấy cướp cái diễn đàn đó, ông ấy hô hào là làm một cuộc cách mạng, hô hào là đi xuống đường để mà khởi đầu cho cuộc cách mạng, tức là đi quần chúng đi xuống đường để mà tới các trại lính khố xanh khố đỏ hay là tất cả những cái gì đó. Cái bầu không khí lúc bây giờ nó chín mùi ghê lắm. Tôi nhớ là những các cái bà chị tôi mới lại những các cái người mà ở trong khu phố đó, nghĩa là gần như là thức ngày đêm để mà làm cái cờ đỏ sao vàng mà cũng không biết cắt cái ngôi sao vàng đó ra làm sao, phải dạy nhau rồi
gấp gấp thế này rồi cắt, rồi thì là cái ngôi sao vàng đó, cái thì nó buộc, cái thì nó nhọn, vân vân. Thế thì là, nhưng mà cả một cái không khí của thành phố là nó như vậy. Thì đấy, cái ông anh thứ ba của tôi đó, ông Quốc Tuấn đó, là ông ấy là một trong ba người, ông ấy là người ngồi đứng ở giữa cái diễn đàn đó, và hai bên đó thì là một người cầm lá cờ đỏ sao vàng, một người đó là đeo khẩu súng lúc bây giờ của Tưởng Giới Thạch, cái là khẩu súng của người Anh, thì mình chẳng biết khẩu súng cái bán mà nó không phải bằng gỗ mà nó là cái khung tròn tròn thế thì rồi thì là từ đó là đi mới dắt đi vòng vòng suốt Hà Nội, là đi tới Trại Lính Khối Xanh Khối Đỏ thì mọi người đều đi theo, cả Hà Nội nó bừng bừng lên trong những các cái ngày đó. Thế rồi thì là lúc bây giờ mới hẹn tới là ngày 2 tháng 9 thì gặp nhau ở cái vườn hoa Ba Đình, tức là nó cũng gần ngay các cái nhà hát lớn. Thời gian lúc bây giờ thì là ông Hồ Chí Minh lúc bây giờ mới coi như là ở hang Bắc Bó viết về, mình chẳng biết nữa, nhưng mà coi như là thì là ông ấy nhờ một cái ông cái lúc bây giờ cũng là một cái người giàu có làm kiến trúc sư, mới lập nên một cái khán đài, tấp lập nên một cái khán đài để có thể có 30 người lên trên ngồi, mà khán đài cũng thô sơ lắm, chung quanh căng vải căng viết mới để gì nữa. Dạ vâng, thưa bác, bác nhắc đến cái gì ạ? Tức là cái vườn hoa đó đối mặt với cái nhà của bác là khu phố Hàng Hồ. Có nghĩa là bác đang nói đến địa điểm, location, đúng không ạ? Thì cháu xin lỗi bác, hồi nãy bác đang tính trình bày bác chia sẻ cái suy nghĩ nhận định của bác về cái sự kiện đó, thì cho phép cháu mời bác tiếp tục. Và ý cháu muốn nói đây là cái miếng đất mà họ bán là ngay đối diện tòa thị chính, đúng không ạ? Cái công viên ngay đối diện tòa thị chính và đối diện cái đồn cảnh sát, đúng không ạ? Cháu mời bác tiếp tục là cái nhận định của bác. Cái công viên đó mình có đến. Dạ đó. Mình đến để đến phạm phỏng vấn cháu với bác ở đó. Dạ. Mình đến cái lúc chưa xảy ra cái vụ gì dạ cả. Dạ. Thế thì cái công viên đó thì mà mình có đến cái đó. Dạ. Và cái lý luận của họ thì tất nhiên là họ phải cãi, họ cũng đưa ra những cái lý luận, họ nói rằng thì là sở dĩ mà phải bán cái công viên đó, bán cái khúc đó, bởi vì là cái khúc đó là cái khúc mà nó ở xa, và nó là cái mà nó là cái nơi mà cái bọn xì ke ma túy, du thủ du thực, nó nằm ở chỗ đó, nó mất trật tự. Yeah. Thành ra phải đào mà nói rằng có cái đồn cảnh sát là nó có hai mặt của nó, và có thể rằng thì là cái khu đó là cái khu bất an ninh, và có cái đồn cảnh sát ở đó, nhưng mà một mặt khác nữa thì người ta nói rằng thì là mấy người này bán là bán cho một cái người mà có tiền nông, mà có tiền hay là nha sĩ gì đó, ở đêm bán để mà làm thành ra một cái khu của một cái ngân hàng, đấy là một cái ngân hàng tên là cái gì đó, First Bank, mà cũng là cái trụ sở để mà phục tổng tranh cử cho Thao Lê Diệp, cho Trần Thái Văn, cho Chí Tạ, mỗi lần họ hội họp nhau là họ kéo lên cái khu đất đó, cái building đó. Vâng, thế đây đấy, thành ra mình mới thấy rằng thì là tất cả nó có những cái răng mắc với nhau, nó mua bán, nó răng mắc với nhau và tài phiệt. Nó đứng ở đằng sau đó để mà nó yểm trợ cho cái cuộc bầu cử, nó xen vào cái cuộc bầu cử, cái bàn tay của nó vào trong cái cuộc bầu cử. Thành ra nếu mà mình chỉ có kết án Chí Tạ hay là mình kết án cái này cái kia thì cũng không phải là tội nghiệp, nhưng mà mình thấy rằng thì là cái bàn tay lông lá của tư bản, của tài phiệt, nó muôn hình vạn trạng. Thưa bác, đó là trong cái buổi mà tranh luận đó trên Phúc Sa TV hôm qua đó, thì ông Phạm Kim Long
ông có hình như một lần hai lần duy nhất ông quay ngược lại, ông mới là nói là ông Bùi Mạnh Cường là nói láo, là ông nói là mấy anh nói láo, là tại vì ông Phạm Kim Lân ông nói là ông chứng minh được là chính tả nói láo khi mà bắt nhớ mà mới bị tố cáo, bị nghị viên Kim Lê Hồ tố cáo bán đất này phần mặt, thì Chí Tạ nói là tôi không hề biết cái vụ mà khi mà bỏ phiếu, là tôi đâu có biết là bỏ phiếu bán đất đâu, tôi không hề biết bỏ phiếu bán đất công viên. Mà trong khi đó thì Tao Lê Diệp trả lời báo Register thì nói là đã hội đồng thành phố đó họp 2-3 lần bàn về cái vấn đề bán cái miếng đất công viên đó rồi. Rồi thêm một lần nữa Chí Tạ lại nói tôi không biết cha Tống này là ai đó, tôi không quen biết với cái đám này, tôi chỉ bỏ phiếu thôi. Thì hôm qua ông Phạm Kim Long ông nói là tôi có bằng chứng là ông nha sĩ Tống này đã quyên vào quỹ vận động tranh cử của Chí Tạ mấy ngàn đô la và tiếp tục bỏ thêm thành mấy chục ngàn đô la trước khi mà Chí Tạ bỏ phiếu bán đất đó. Và thành ra bây giờ đó là nó lật tẩy, nó chớp mở ra thì mình với những cái lý luận thì có những cái bằng cớ đã đành rồi, còn riêng nhìn cái mặt của cái Chí Tạ đó trong hai cái buổi mà lên phỏng vấn đó, và buổi đầu có ông Ngô Kỳ đó, ông Ngô Kỳ ông biết ông ấy là cái người mà ông ấy coi như là để mà ông ấy giúp để mà phỏng vấn Chí Tạ, mới lại lúc bây giờ có cả cái ông Trang Đi Mạnh cái gì Mạnh Chí gì đó thì cái thấy ông Trang Đi Mạnh Chí là cũng ngồi yên thôi Bây giờ thì là tới cái cuộc thứ hai mà cái ông tên là cái anh Dũng gì đó cái cuộc thứ hai đó thì tôi không thấy cái ông Nguyễn Tôn Giáo đó chỉ còn có ông Chí Tạ thôi. Mà tôi nhìn thấy là cái mặt của cái Tạ Đức Chí, tôi thấy nó xuống sắc quá thấy nó tái đi rồi thành ra cái này nó không phải là xem tướng, không phải là mình có cái này là thần sắc rồi mình không phải là mình có cái định kiến nhưng mà quả tình rằng thì là không giấu được không giấu được tới cái lúc mà cái ván bài nó lật ngửa rồi tới cái lúc mà nó sang một cái quy trình mới và không những là mấy cái chuyện mà có tiền nong gì đó, tôi cho thì chỉ là ngay cái câu chuyện mà chọn manager thôi rồi thì là cũng ấy mà bao nhiêu người là cảnh sát phải xiết là nó kiện tôi thường cả 10 triệu đô la bao nhiêu vụ và mình mới biết là cái ông manager đó là ông ấy cho xây một dãy những cái building cho tới bên hông Phúc Lộc Thọ đó chạy vào cho tới đường Bishop mới đầu cái building đầu tiên đó là gọi như là ế của ông Phan Giao đó biến thành ra là một cái building nó gọi là vừa dinh hoa lan hay là cái gì đó để cho gia đình hoa nhài đó để cho tư bản đỏ họ tới, nhưng mà đón đầu nó không hay là bởi vì tư bản đỏ nó cũng không qua, tuy rằng thì là cái nơi đó là rất gần buôn xa nhưng mà tư bản đỏ là họ giấu mặt với để họ về với con cái thế lực đó chứ chỉ có những các cái anh mà bước ra bước vào thì mới tới cái buôn xa nó trượt mặt ra. Dạ thưa bác, bác còn nhớ là cháu với bác đã đặt cái vấn đề này rồi đúng không ạ? Bác nghi ngờ thì sâu xa hơn, tức là có bàn tay của tàu phiền đúng không bác, tức là bàn tay lông lá thế lực của tàu cộng luôn nữa, tức là vấn đề còn cháu thì cháu đặt vấn đề liền đúng không ạ? Nhưng bác nói là tại sao mà cái vấn đề những cái building hoa nhài lại cho phép xây chung cư ngay trên cái đại lộ mà chỉ là nó gọi là business zone đúng không ạ, chỉ làm văn phòng rồi sau này là miễn thuế cho ông Phạm Hồng Bắc 20 mấy năm thì có phải là ai cũng đặt vấn đề là có vấn đề tham nhũng hối lộ bôi trơn hay không? Thì thưa bác, hôm qua cháu mới nói chính ông Bùi Mạnh Cường rất là ngu dốt khi mà câu sau chửi cha câu trước tự tố cáo băng nhóm của ông. Bác biết sao không ạ? Hồi đầu thì ông nói là không có phạm pháp gì hết, mấy cái này là chuyện nhỏ, họ có quyền làm, thành phố làm mấy chục năm nay làm bao nhiêu vụ rồi đúng không ạ?
Thì cuối cùng ông Phạm Kim Long ông nói là ủa nhưng mà anh có biết là tuần trước ông luật sư thành phố ông công khai, ông xác nhận trong phiên họp, ông nói là cái hành vi, đúng không ạ, bỏ phiếu bán cái miếng đất đó là phạm pháp. Thì ông bột buồn mình cười, ông nói à, tại vì là tôi nghe nói ông này là bây giờ ông coi như là có người hâm dọa sẽ sa thải ông, thành ra ông phải ý là nói cho vừa ý cái đám kia thôi. Thì thưa bác, có phải mình ngu không? Mình tự tố cáo mình thì ông Phạm Kim Long ông nói liền, ông nói là tôi không biết cái chuyện đó đúng không, nhưng mà rõ ràng là tôi đồng ý với anh là anh nói rất đúng. Tại vì trước đó ông cãi, ông nói là nếu mà cái này là phi pháp đó bác, thì tại sao cái lúc họ họp mà quyết định có luật sư thành phố Mùi đó, mà lúc đó là ông Big Jones là luật sư thành phố, đúng không? Thì ông Bùi Mạnh Cường nói ủa tại sao lúc đó ông Big Jones ông cho phép bán nếu mà cái này là phạm pháp. Thì ngược lại thì lúc sau ông lại kêu là cái ông mà luật sư thành phố hiện giờ đó bác, là nói là phạm pháp là tại vì là phải nói cho vừa lòng cái những người như là bà Kimberly Hồ. Thì ông Phạm Kim Long cũng nói như vậy thưa bác, ông nói là theo tôi biết, không những tôi biết mà tôi có người tố cáo và cái người này sẽ ra làm chứng trước tòa. Tức là trong tương lai đúng không ạ, sẽ có những cuộc điều tra, sẽ có những cơ quan công quyền đến điều tra và cái người này sẽ ra làm nhân chứng. Và họ sẽ tố cáo là ông tổng quản trị bắt họ phải im miệng, không được khiếu nại, không được phản đối về cái vụ bán miếng đất này. Tại vì cái lời nguyên văn của cái người nhân chứng đó nói là ông tổng quản trị nói là bà biết là bà là được mướn dưới cái dạng là at will, tức là tùy hỷ, đúng không ạ? Tức là tôi vui lòng thì tôi giữ bà lại, còn tôi không thích thì tôi đuổi bà, chứ tôi không có cái nghĩa vụ trách nhiệm gì phải giữ bà đấy hết, bà không có quyền thôi kiện. Thành ra bà biết điều thì câm miệng đó. Thì rõ ràng phản bác có nghĩa là chi pháp phản pháp, biết rằng là bán không hợp lệ, có người phản đối nhưng mà bắt người ta câm miệng không được lên tiếng, mà cái người đó là người tổng quản trị đó. Cho anh thành ra ra ban đấy mà tôi nói là thì là ai đưa ta tới chỗ này và cái đất nước này mà mình biết thấy là thì là nó cũng lại là gọi là cai trị bằng luật pháp, nhưng mà nó cũng lại đầy những sơ hở, đầy những lừa lọt. Tôi sợ rằng nó lại còn tham nhũng thối nát hơn là đúng bác. Nó thành ra mình đứng đây là mình dè biểu, mình chửi Đảng Cộng sản Việt Nam cái này cái kia đó, thì tôi thấy thì là rồi thì là ông tổng bí thư mà gọi là muốn đốt lửa đốt nọ đốt kia là cái quan trọng nhất đó thưa anh là khi mà người ta nắm quyền lực rồi người ta dễ bị sa ngã lắm. Và để mà nói dốt một lời tức là cái cơ chế bầu cử tam quyền phân lập, cái cơ chế mà để mà gây quỹ tranh cử là một cái cơ chế mà nó hoàn toàn nó đạo đức giả, mà nó hình thức, nó cho phép người ta làm những việc thiếu lương tâm, nhân danh tự do dân chủ. Thành ra mình rất dễ bị lợi dụng. Vâng, đó. Thành ra là tôi thấy rằng thì là trong một cái trường hợp khác nó bên cạnh nó thôi. Tôi nhớ rằng thì là cái hồi mà ông tổng thống Mỹ ông Clinton đó ông ấy có cái vụ scandal đối với lại cái cô Monica Lewinsky đó, cái cô mà gọi là anh chàng là cái cô mà trong tập sự ở trong cái tòa Bạch Ốc đó, ông ấy là coi như là chỉ là ông ấy có giam díu với cái cô đó, thế thì ông này thì ông ấy cũng dẻo buồn lắm, thế thì ông ấy không chối được. Tại vì là cái cô kia đó cái cô kia cố ra làm chứng, và cái cô kia lại còn
cô ấy còn giữ cái áo của ông ấy mà có cái spec là của cái áo đầm của cổ có dính những cái chất liệu của ông trên cái áo đó đó để mà kỷ niệm đó. Thế thì thành ra đó ông ấy không thể chối cãi được. Thì ông tổng thống Clinton của nước Mỹ đó, ông ấy nói là thì là các bạn bầu một tổng thống Mỹ hay là các bạn bầu một giáo hoàng, không ạ? Ý ông muốn nói là thì là bầu một tổng thống Mỹ thì tôi chỉ hiến thân cho nước Mỹ từ cái cạp quần của tôi trở lên thôi, con tim của tôi, khối óc của tôi cho nước Mỹ, còn từ cái cạp quần của tôi xuống đó, cái con cu của tôi là chuyện của riêng tôi. Thành ra cái câu đó nó đi vào lịch sử. Nhưng mà thưa bác cũng trở lại cái vai trò tổng thống mà như bác nói trách nhiệm với nghĩa vụ đó, thì ông Bùi Minh Cường với ông Ngô Kỵ cũng vậy, cũng đang rêu ra kêu gọi cộng đồng phản biểu tình chống đối, tại vì ngày hôm thứ tư vừa rồi là đại đa số hội đồng thành phố họ đã thông qua rồi, đúng không ạ? Tức là dùng chữ của bên mà ủng hộ Chí Tạ, nó họ đuổi Chí Tạ ra khỏi tòa thị chính. Thì bác nghĩ sao về cái vấn đề đó? Thì anh em cái trò chơi dân chủ thì nó quay lại nó cắn vào chính chân mình. Trước là khi mà cái thời Hưng Thịnh đó, dạ đó, thì là Chí Tạ với lại hai người nữa là lấy cái đa số đó. Lấy cái đa số và cái đó và báo của Mỹ hay là những người ở đây người như ta chống phản đối và người ta đều mang ra người ta diễu rằng thì là cái gang of three thì họ lại bảo vệ cái quyền của họ cái băng nhóm ba người đó. Thế bây giờ đó là thời thế nó xoay đổi thì cái băng nhóm ba người bây giờ nó lại sang cái người mà nó đứng nó chốt phế nó đứng nó chốt phế và chính cái ba người này nó có cái đa số thành ra cái mà tôi cho rằng thì là nên nói một cái câu mà nó một cái câu nó giản dị thôi, nó nói là game is over. Cái trò chơi hết rồi. Nhưng mà thưa bác, có thể họ lại nghĩ khác, cho phép cháu lập lại cho thưa bác là cháu làm mất cái dòng suy nghĩ của bác. Nhưng mà hồi nãy bác đã nói đúng không ạ, đó là khi mà họ nắm được đa số thì những người như cháu và nhất là truyền thông chính thống, những người bản xứ, tụi cháu phản đối, đúng không ạ? Tại vì tụi cháu nói là mấy anh không thể toan rập với nhau để trở thành một cái nhóm đa số mà lúc nào cũng là bỏ phiếu giống nhau, đúng không ạ? Để thông qua những cái mà gọi là ý nguyện của mấy anh để áp đặt những cái agenda, tức là những cái gì anh áp đặt những cái chương trình nghị sự của mấy anh, đúng không ạ? Bắt chúng tôi phải là đại diện cho thành phố. Thì lúc đó là Nguyễn Quốc Lân thì nói là không, cái đó là cơ chế nó là như vậy, thiểu số phải phục tùng đa số, đúng không ạ? Thì như bác nói, bây giờ cái gió đã đổi chiều thì họ lại trở thành thiểu số, thì họ lại quay qua, họ lại lập lại những cái lập luận mà hồi xưa tụi cháu đã nói, đúng không ạ? Họ lại nói là như vậy là độc tài, như vậy là áp đặt đồ này kia. Nhưng thưa bác, bây giờ họ không chỉ là nói, tức là như cháu nói, những người này họ chỉ nói ngang, nói ngược, nói theo nó gọi là gì đó bác, tức là gì đó, double standard là gì bác, tiêu chuẩn kép, đúng không ạ? Tức là ăn bằng sống, nói bằng gió. Nó gọi là lật lọng đó, lúc này lúc như vậy, lúc nói như kia. Cái nào mà khi mà có lợi cho họ thì họ ủng hộ, không có lợi cho họ thì họ phản đối, chứ họ không có tuân thủ cái nguyên tắc nào hết. Thì bây giờ cái mà họ muốn đó bác, họ là muốn nắm lại cái quyền đa số, bởi vậy họ mới phải vận động để mà bãi nhiệm cái bà Kimberly Hồ. Thì bác nghĩ sao về cái chuyện đó? Vâng, thưa anh, thành ra và người ta đương đi để mà lấy cái đương đi để mà lấy chữ ký và tôi thấy rằng thì là đây nó là một cái trả thù và một cái cơ chế mà cái vấn đề mà recall của nước Mỹ đó, thì tôi thấy rằng thì là
nó đe dọa mọi người, nó đe dọa mọi người. Và tôi vẫn nghĩ rằng chỉ là cái cơ chế này nó không có thích. Nếu vậy thì bác có ủng hộ cái ít nhất là cái cuộc vận động này của cái nhóm trí tạo không ạ? À? Khi mà lợi dụng cái cơ chế có quyền bãi nhiệm để kêu gọi bãi nhiệm bà Kim Ri Hồ, vì mà Kim Ri Hồ bỏ phiếu không theo ý họ, mà tức là sẽ gần như là gần đây thì là đồng hành với hai người kia, đúng không ạ? Để biến nhóm trí tạ trở thành thiểu số, thành ra họ muốn bãi nhiệm để họ đưa người của họ vô để họ tiếp tục nắm đa số. Vâng, thì đấy mới là cái mà cái hội đồng thành phố này nó gấu gó nhau mà nó dựa vào luật đa số nhưng mà nó có một chuyện là nó ở trên cái dư luận nó ở trên cái dư luận người ta đã nói là chỉ là cái đa số thầm lặng chứ không phải là cái đa số và to mồm cùng lắm thì mang ông vô kỷ, mang ông này ông kia lên cái chương trình người dân cũng biết đấy là cái con mẹ gì đó. Thế nhưng mà Việt Nam ta thì cái văn hóa Việt Nam nó đã nói thì là trăm năm bia đo đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thành ra cái mà nó đe dọa với cái cộng đồng hải ngoại của chúng ta đó, tức là anh mới có làm thị trưởng của một cái thành phố nhỏ bé mà anh đã biến thành một cái loại độc tài rồi, biến chất. Vâng, và thành ra đó thì hỡi ơi rằng thì là anh sẽ có thể anh làm dục cái anh làm dục cái cơ chế, và nhất là thế giới nó cứ sẽ nhắc lại những các cái chuyện mà bê bối của cái thị xã Westminster này, và nó sẽ mang tiếng những hội đồng thành phố khác khi mà người ta bầu những nghị viên của các hội đồng thành phố khác đó, nó là một cái vết nhơ trong lịch sử của cái những người Việt di tản. Đây mới là một trong những các cái mà chúng ta nên lo. Cảm ơn bác cho phép cháu nói leo để giải thích cho đồng hương, cho đồng bào trong nước, đúng không ạ? Tại sao mà bác Cường và luật sư Hoàng Duy Hùng đều nói đây là vết nhơ lịch sử? Kính thưa quý vị, là như vậy, là những người này họ không biết hay là họ cố tình, mà họ biết nhưng mà họ vẫn tiếp tục ru ngủ và mà mị những người đồng hương thiếu thông tin, đúng không ạ? Để họ suối trẻ ăn thức gà, để những cái người mà bị họ tẩy não đó, bị họ ru ngủ đó, tiếp tục là lặp lại những cái luận điệu rất là ngu si ấu trĩ, rất là bệnh hoạn, đúng không ạ? Trước trong cái buổi họp hội đồng thành phố mà như bác Cường nói, những cái cuộc họp như vậy có ghi âm, có phát hình, đúng không ạ? Để cho cả thế giới, những người dân bản xứ, những người có hiểu biết và thế hệ con cháu của mình sau này khi mà xem lại sẽ phải mắc cỡ, sẽ phải xấu hổ, có phải không ạ? Vì có những là thế hệ cha chú, những người Mỹ gốc Việt mà có thể lên phát biểu mà gọi là đòi hỏi những cái chuyện rất là phi lý, rất là ngu xuẩn, mà tại sao những người như Trí Tạ, Ngô Kiện, Nguyễn Quốc Lân không dám tự họ lên phát biểu bằng tiếng Anh? Kính thưa quý vị, vì họ biết những cái chuyện đó là những cái chuyện ngu dốt, láo xạo, nông cạn, hoang đường, thành ra họ phải xúi dại đồng hương để kích động đồng hương nói dùng họ, tức là xúi dại ăn cướp gà. Đó là lý do tại sao thưa bác, cháu xem mà cháu rất lấy làm mắc cỡ, rất lấy làm xấu hổ, mà cháu nghĩ là con cháu của họ sau này xem lại cũng sẽ mắc cỡ dùng họ. Và cháu đồng ý với bác là truyền thông chính thống bản xứ, đúng không ạ, họ đã đưa tin rồi và họ rất là thông nho nhỏ đích, họ không cần nói trắng ra, nhưng mà rõ ràng cháu đọc và cháu hiểu theo cái nhìn của họ, đúng không ạ, là cái thông điệp, cái hình ảnh họ vẽ ra về cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt của mình, những cử tri gốc Việt
là họ rõ ràng nó vẽ lên một cái hình ảnh của những kẻ gọi là kích động, gọi là hoang tưởng, ú chỉ, hèn mọn, nông cạn, cục bộ, nhỏ nhen. Nói chung là không có cái gì đáng để mình phải hãnh diện hết, cộng hoặc nó là một cái vết nhơ lịch sử. Tất cả cái bọn này nó chỉ là một cái nhóm nhỏ thôi, đó. Một cái nhóm nhỏ thôi cơ. Thành ra cái chứ còn thì tất cả cái cộng đồng này thì người ta đã tránh xa, người ta làm ngơ rồi. Là từ cái hồi mà thấy ông Ngô Kỷ đi đâu là người ta đứng xa rồi. Và trong cái cuộc biểu tình vừa rồi mà khi mà thủ tướng cộng sản mà nó đi dự cái hội nghị ở trên thế giới đó, ở trên 76 thì người ta nói cái chuyện là sao dạo này nó vắng cái cờ vàng ba sọc đỏ quá thế, là thì người ta hỏi thì mấy người này nó nói chỉ là bây giờ là những cái người mà bán hàng giả đó là việc bây giờ là họ cũng mỏi mệt rồi, và cái thứ hai đó là họ cũng có một chút hổ ngươi đó, họ thấy rằng thì là cái thời những Phan Kỳ Nhân, Phan gì đó, tất cả những cái người đó thì họ cũng thấy rằng thì là họ là những người mà dại dột, là những các cái dại dột, và họ tan biến đi theo cái vật nước nổi trôi. Họ không dám thú nhận rằng tôi đã sai lầm, họ không dám thú nhận mà họ đấm ngực là tôi thế này thế kia, nhưng mà và họ cũng buông xuôi thôi. Những cái thứ mà là Hít Tân Sài Gòn bây giờ, hay là những các cái người mà vẫn cứ tiếp tục một cái công cuộc chống cộng cái gì đó thì nó cũng lại là một trong những các cái họ cũng không có chối bỏ hay là bắt những các cái bọn này mà nó bắt những cái bọn này mà nó hối lỗi, hay là bắt những bọn này mà nó xin tội. Nhưng mà đây là một trong những các cái thân phận đâm lao phải theo lao. Tới giờ này đó, những các cái người mà đi ra hải ngoại đó là bị cái bọn này, bị cái bọn truyền thông hải ngoại từ mấy chục năm qua, từ hồi Vũ Quang Ninh ấy, thì tôi mới kết luận là bọn này là cái bọn mà nó buôn hận thù bán hàng giả. Buôn hận thù là bởi vì là nó lấy ơn làm quán, hận thù là nó lại bảo nó phải thù thằng cộng sản kia, sao mà cái thằng thống nhất đất nước kia, thằng xâm lăng miền Nam Việt Nam, Ngô Kỳ thì lúc nào cũng nói là bọn từ Bắc vào nó xâm lăng Việt Nam thì nghe nó lạ lùng quá đi cơ. Mà cái hiệp định Geneva người ta nói là không ai có quyền, quốc tế nó nói là không ai có quyền chia đôi nước Việt Nam cả, đây là chỉ tạm thời đóng quân, cái vùng đóng quân mà thôi, nó giống như là Nam Bắc Triều Tiên ở vĩ tuyến thứ 38 mới biết là thế giới thì nó như vậy. Thành ra cái những trường quốc thì nó sâu xé vào đất nước, cái tiếng nói của mình nó cũng cũng nhỏ lắm. Còn cũng là ở cà phê và buôn xa có gì lạ không ta, thì tôi thấy ở cà phê thì lại mấy ông lại đặt cái vấn đề rằng thì là tại sao mà chúng ta không bắt chước thằng Đại Hàn, thằng Đại Hàn mà gì đó, thì tôi đã có ban đánh tôi đã cắt nghĩa tôi nói thì là Đại Hàn là nó là một trong những người mà nó bị người Nhật cai trị, và nó là một trong những người mà hung hãn, và trong cuộc chiến Việt Nam nó là đại diện của nó là sư đoàn
mãnh bạch mã và mãnh hổ cái gì đó à, hai sư đoàn đó nó bình định miền Trung, và nó bình định miền Trung bằng một cách nghĩa là hết sức là khát máu, nghĩa là phi nhân nói là nó bình định miền Trung là một tiếng súng ở trong bụi rậm bắn ra, và nó mang 10 người dân không biết là gì cả, đàn bà trẻ con ông già cái nó mang cho nó bắn tức là mày không biết bảo vệ tao bây giờ anh Mỹ bây giờ đá cái gì thành ra đó cái câu chuyện là thành ra cái chuyện mà gây dựng cái bọn mà đại hàn đó là nó xây dựng trên máu và nước mắt của đồng bào Việt Nam. Và tôi thấy là thì là mấy cái nhà truyền thông ở quốc gia này chỉ giải thích một nửa vời, sao không bắt chiếc thằng đại hàn thằng đại hàn nữa, nó đi đâu nó làm chủ, còn mình thì là đi làm đầy tớ tôi bảo thì là nó làm đầy tớ là bởi vì cái quốc gia nó có mày không ạ thành ra ai xui miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Xin mời quý vị đến với phở quyên, ăn một lần lại muốn ăn thêm. Phở quyên 714-896-0928, 896-0928. Ok, mình đang ở Procare Pharmacy bên trong khu trung tâm y tế đa khoa bác sĩ Mai Cù Đào, đang chuẩn bị chờ chích ngừa nha. Giống như mình nói với anh Dũng Taylor đó, mình chưa chích là một phần vì lười, một phần vì hồi đó mình muốn để dành cho những người cần chích, chích hết đi rồi đến phiên mình. Chứ cũng không có phải là vấn đề chính kiến hay là chủ trương hay là quan điểm gì hết nha. Đó, thành ra hôm nay thì mặc dù mình tính chích cả tháng này rồi, nhưng mà hôm nay thì quay qua quay lại giờ mới tại vì mình thức khuya dậy trễ đó, thành ra đến bây giờ ngày hôm nay thì mới gọi là đi ra ngoài vào giờ làm việc được, thành ra hôm nay mới ghé lại đây. May mà cũng mới điền đơn xong, có lẽ là sẽ được chích, hình như được chích Pfizer. Mặc dù là mình không có bảo hiểm, không có gì hết, nhưng mà nói chung là sẽ chích mũi đầu tiên hôm nay nha. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 10 phút. Các quý vị thấy quang cảnh ở trong cái phía trước của khách sạn Ramada, và có thể nói lần lượt tất những người đến để tiếp xúc với là Lương Y Võ Hoàng Yên. Từ mờ sáng thì chúng tôi đã thấy rất đông người, hiện nay thì có thể nói cái không khí rất là đông. Hôm qua thì trong một cái cuộc tiếp xúc đầu tiên, Lương Y Võ Hoàng Yên đã làm cho tất cả những người bệnh nhân kính phục và tôn kính ông. Khi có những người bệnh nhân bị liệt chân, điếc,
nói không được, và ông bằng mọi cách đã làm cho những người đó trở lại bình thường. Đây là một trong những cái sự kiện có thể nói lần đầu tiên xảy ra tại Quận Cam. Và hôm nay chắc là cũng quan tâm đến những người dân ở trong khu vực của thành phố ông. Kính thưa quý vị, bên đây là ông thị trưởng Tạ Đức Trí. Kính chào ông thị trưởng. Dạ, chúng tôi xin chào anh Đoàn Trọng và kính thưa tất cả quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng như là có vài lời để cảm ơn Lương Y, Võ Hoàng Yên cũng như là các đệ tử của ông đã thường xuyên tổ chức những cái buổi chữa bệnh để mà giúp cho rất là nhiều các vị ở trong cộng đồng. Và trong rất nhiều những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã quan sát bằng internet những cái lần mà Lương Y, Võ Hoàng Yên đã đi khắp nơi để mà chữa bệnh, thì thiết nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất là được đáng ca ngợi. Tại những cái buổi chữa bệnh này là những cái buổi chữa bệnh từ thiện, và với một cái người vừa có cái tâm mà vừa có những cái tài, những cái khả năng đặc biệt và lại đem ra để giúp đời cũng như cứu người, thì chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cũng như là xin một lần nữa cảm ơn Lương Y, Võ Hoàng Yên cũng như là tất cả các thành viên trong phái đoàn của ông đã không ngại thời gian, không ngại tất cả những cái chi phí để có mặt ngày hôm nay, để mà chúng ta thấy được rất nhiều đồng hương đã xếp hàng từ sớm, cũng như chúng tôi được biết được có rất nhiều đồng hương đã phải ghi tên, đã phải thức dậy 4-5 giờ sáng để mà có thể đến chữa bệnh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là ông thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster. Cảm ơn ông thị trưởng. Rồi, cảm ơn anh Đồng Trọng, cảm ơn tất cả quý đài đã có mặt ngày hôm nay để mà giới thiệu tới một cái sinh hoạt mà rất là đặc biệt trong cộng đồng Việt của chúng ta. Kính thưa Lương Y, hôm qua thì chắc hệ thống truyền hình đều ghi lại những hình ảnh mà đồng hương đến đây thăm viếng và ra về, nhiều người cảm là mến phục và tôn kính Lương Y. Hôm qua thì Lương Y thấy không khí ở Quận Cam như thế nào thưa Lương Y? Rất là hạnh phúc. Kiều bào chúng ta sống ở xứ người mà rất là tình nghĩa. Chúng ta cần phải phát huy thêm cái tinh thần đạo đức và nghĩa tình của người dân tộc mình. Tôi rất là hân hạnh, rất là vui mừng, không ngờ ở đây người thị trưởng hiện hữu ở đây lại là người Việt Nam mình nữa. Rất là hạnh phúc, rất là tự hào cho dân tộc nhưng Việt. Nhưng mà lại gần quê với Lương Y, cũng gần tới Cà Mau mà. Quê Bạc Liêu, quê ngoại của thầy. Vui quá. Thế Lương Y ở định ở lại đây bao lâu tất cả? Dạ, chỉ có 2 ngày, tới hôm nay và ngày mai. Dạ. Dạ. Thế Lương Y dự trù có sẽ giải quyết cho tất cả những người hâm mộ đến viếng thăm Lương Y không? Dạ, thì cố gắng hết sức mình, chứ không thể không có lần nào thầy chữa hết bệnh nhân cả. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng. Kính thưa quý vị, đó là Lương Y, Võ Hoàng Yên với những cái lời tâm sự của ông, với một cái nụ cười duyên dáng, tiếng nói phát xuất từ người miền dân Nam Bộ. Và trong những lần hôm qua thì ông đã bày tỏ tất cả các bệnh nhân của ông, cái tinh thần đạo đức là một trong những cái tinh thần chính trong cái công việc làm của ông. Chắc quý vị thấy từ mờ mờ sáng đông người đã đến đây, mà một lần nữa chúng tôi cũng giới thiệu đến tất cả những nhân viên thuyền nghiền đến cùng ông. Chắc quý vị cũng đã biết vào ngày thứ 6 ông có mặt tại thành phố Houston, đáp máy bay đến Quận Cam của chúng ta. Và ông như lời Lương Y, Võ Hoàng Yên cho biết rằng ông sẽ ở lại Quận Cam 2 ngày. Không lần nào mà ông có thể đáp ứng đến tất cả các bệnh nhân, nhưng với một cái tấm lòng yêu mến và có thể nói mến mộ và đạo đức của ông đã cho thấy một cái sự kiện lạ tại Quận Cam. Chúng tôi tường trình từ khách sạn Ramada.